Minh Lam cùng với người bình kính chào quý khán giả đang theo dõi bản tin cuối ngày của Đài Phát thanh và Truyền hình Tây Ninh. Sau đây sẽ là những thông tin thời sự đáng chú ý. Thưa quý khán giả, những tháng đầu năm 2023, cùng với sự phát triển của kinh tế xã hội, sức mua trên thị trường cũng có sự gia tăng, dẫn đến tổng mức bán lẻ hàng hóa trên địa bàn tỉnh cũng có sự gia tăng. Doanh thu bán lẻ hàng hóa của tỉnh trong 2 tháng ước đạt hơn 13.700 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, hầu hết các nhóm ngành hàng đều tăng, trong đó tháng 2 năm 2023, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt gần 7.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với tháng trước các mặt hàng có sức tăng cao gồm lương thực thực phẩm vật phẩm văn hóa giáo dục gỗ và vật liệu xây dựng phân bón thuốc trừ sâu đặc biệt trong tháng khu du lịch quốc gia núi bà đen thu hút một lượng lớn người dân và du khách đến tham quan nên lượng hàng hóa nhất là các đặc sản của tỉnh cũng được tiêu thụ nhiều hơn góp phần làm cho nhóm lương thực thực phẩm được ghi nhận ở mức tăng Sáng ngày 8 tháng 3, huyện Bến Cầu tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ, 1983 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và hưởng ứng tuần lễ áo dài Việt Nam. Các đại biểu đã ôm lại truyền thống dễ dàng của phụ nữ, tôn vinh những giá trị truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ Việt Nam, anh hùng bất khuất, trung hậu đảm đang. Sau buổi họp mặt, phần thi nấu ăn đã được tổ chức với sự tham gia của 7 công đoàn cơ sở trên địa bàn quyện. Kết quả, giải nhất thuộc về công đoàn cơ sở Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn quyện, giải nhì thuộc về công đoàn cơ sở Văn phòng quyện ủy, hai giải ba công đoàn cơ sở Văn phòng Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quyện và công đoàn cơ sở Viện kiểm sát nhân dân quyện. Huyện đoàn, công an huyện Gò Chầu vừa ký kết phối hợp về việc hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử theo kế hoạch, 100% xã thị trấn đoàn phối hợp công an các xã thị trấn đến từng ấp khu phố, trực tiếp tuyên truyền hướng dẫn người dân cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản định danh điện tử mức độ 1. Các cơ sở đoàn trực huyện sẽ hướng dẫn các cán bộ công chức viên chức đang công tác trên địa bàn huyện cài đặt và sử dụng tài khoản định danh điện tử hoàn thành trong tháng 3 năm 2023. Các đoàn trường trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên và đoàn trường trung cấp A Châu tổ chức hướng dẫn cho giáo viên học sinh hoàn thành việc đăng ký sử dụng tài khoản định danh điện tử trước ngày 15 tháng 4 năm 2023. Sáng ngày 8 tháng 3, Hội cựu chiến binh phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu tổ chức ra mắt mô hình bếp ăn tình thương tại ấp B4. Sau hơn 3 năm hoạt động, mô hình bếp ăn tình thương đã chính thức được ra mắt với phương châm một miếng khi đói bằng một gói khi no và tinh thần tương thân tương ái của người Việt Nam. Bếp ăn tình thương được duy trì mỗi tháng một lần vào ngày mùng 8 hàng tháng. Kinh phí được trích từ cuồng đóng góp của hội viên các đơn vị và các mạnh thường quân hỗ trợ thêm. Thông qua mô hình, các đơn vị mong muốn hỗ trợ chia sẻ tình yêu thương bằng những bữa ăn sáng đến những hoàn cảnh khó khăn. Thưa quý vị, theo nghiên cứu mới nhất năm 2023, Việt Nam vẫn là điểm đến được nhiều nhà đầu tư quốc tế, bao gồm cả nhà đầu tư châu Á lựa chọn. Với việc tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do gần đây, Việt Nam đã thành công trở thành một thị trường cận biên hàng đầu tại châu Á. Các công ty đa quốc gia cũng như các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có đặc quyền được tự do tiếp cận 15 trong số các thị trường nhóm G20. Nghiên cứu cho thấy đến năm 2030, thị trường tiêu dùng nội địa của Việt Nam sẽ vượt xa các thị trường Thái Lan, Anh và Đức. Nhiều nhà đầu tư FDI hiện tại có tiềm năng đều có cùng quan điểm rằng Việt Nam sẽ tiếp tục hưởng lợi nhờ có hệ sinh thái sản xuất đã được thiết lập, chi phí cạnh tranh, số lượng công nhân lành nghề ngày càng tăng, sự hỗ trợ pháp lý tiến bộ, tài sản và thu nhập của tầng lớp trung lưu ngày càng tăng cũng như lợi thế từ việc tận dụng chiến lược Trung Quốc cộng 1, do đó, Việt Nam vẫn là điểm đến được nhiều nhà đầu tư quốc tế bao gồm cả nhà đầu tư châu Á lựa chọn trong thời gian tới. Chào mừng kỷ niệm 113 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã thực hiện miễn 100% phí tham quan đối với phụ nữ trong nước và quốc tế khi mặc trang phục áo dài truyền thống Việt Nam đến tham quan các điểm thuộc quần thể di tích Cố đô Huế trong ngày từ sáng sớm nhiều du khách nữ trong tà áo dài truyền thống đã đến tham quan trải nghiệm tại các điểm di tích như đại nội huế các lăng tẩm tuyến đường đi bộ phía trên thượng thanh trước mặt ngọ môn huế một không gian khám phá di sản mới mẻ từ trên cao nhiều du khách tranh thủ ghi lại những khoảnh khắc đẹp với tà áo dài trong không gian cổ kính miễn vé tham quan các điểm di tích cho phụ nữ mặc áo dài là một trong nhiều hoạt động của tỉnh thừa thiên huế nhằm hưởng ứng thực hiện đề án Huế kinh đô áo dài với mong muốn đẩy mạnh phong trào mặc áo dài cho người dân và du khách, nhất là phục hưng áo dài truyền thống. Những năm gần đây, phong trào mặc áo dài truyền thống tại thừa Thiên Huế đang được lan tỏa rộng rãi trên địa bàn tỉnh, từng bước tôn vinh giá trị của chiếc áo dài truyền thống nói chung và thương hiệu áo dài Huế để trang phục này trở thành sản phẩm văn hóa du lịch đặc sắc của địa phương. Thưa quý vị, lễ hội Mường Xia của người Thái, huyện Quang Sơn, tỉnh Thanh Hóa vừa được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia vào cuối tháng 2 vừa qua. Đây là niềm tự hào và là động lực để đồng bào Thái nơi đây tôn tạo, gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống độc đáo của dân tộc mình. Lễ hội Mường Xia là dịp để người dân trong vùng tri ân tưởng nhớ công ơn của tướng quân Tư Mã Hai Đào, người có công lao to lớn tiến quân lên vùng biên biển, diệt trừ quân xâm lược, trấn hải biên cương và mang lại cho người dân dọc biên giới phía Tây Thanh Hóa cuộc sống yên lành no ấm. Sau khi mất, tướng quân Tư Mã Hai Đào được nhân dân trong vùng tôn thành thần Tư Mã Pha Dùa, người giữ vía cho bản Mường. Do đó, mùng 9 và mùng 10 tháng 2 âm lịch hàng năm, lễ hội được đồng bào Thái tổ chức long trọng. Việc lễ hội Mường Xia được công nhận di sản văn hóa phi vật thể quốc gia có ý nghĩa rất lớn đối với cộng đồng người Thái ở đây, khi sẽ là động lực để người dân tôn tạo, gìn giữ, đồng thời thu hút du khách đến với vùng đất biên giới còn nhiều khó khăn. Ngày nay, lễ hội Mường Xia không chỉ thu hẹp ở đồng bào dân tộc Thái, mà còn là nơi giao lưu, sinh hoạt văn hóa giữa các dân tộc anh em Thái, Kinh, Mường, Mông. Trải qua biến thiên của thời gian, lễ hội Mường Xia vẫn được người dân địa phương trao truyền qua nhiều thế hệ. Chuyển sang phần tin thế giới, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc vừa đưa ra thông báo, Tổng thống Yoon suk in sẽ có chuyến thăm cấp nhà nước tới Mỹ và dự hội nghị thượng đỉnh với người đồng cấp nước chủ nhà Joe Biden vào ngày 26 tháng 4 tới, nhân kỷ niệm 70 năm quan hệ đồng minh. Theo thông báo của văn phòng Tổng thống Hàn Quốc, hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ điểm lại những thành tựu mà Liên minh Hàn Mỹ đã xây dựng trong 70 năm qua, cũng như có các cuộc thảo luận sâu sắc về hướng phát triển trong tương lai của Liên minh. Hai bên cũng sẽ trao đổi về các biện pháp hợp tác thực chất và chi tiết trong hàng loạt lĩnh vực, đồng thời sẽ thảo luận về những thách thức mà khu vực và thế giới đang phải đối mặt. Phía Hàn Quốc khẳng định chuyến thăm sẽ là một bước ngoặt lịch sử đối với liên minh Mỹ Hàn. Trước đó, Nhà Trắng cũng thông báo về chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc, nhấn mạnh đây sẽ là chuyến thăm cấp nhà nước thứ hai của một nhà lãnh đạo nước ngoài tới Mỹ kể từ khi ông Biden nhậm chức vào đầu năm 2021. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng, Tổng thống Biden và Tổng thống Jun sẽ làm nổi bật tầm quan trọng và sức mạnh của Liên minh vững chắc Mỹ-Hàn, cũng như cam kết lâu dài của Mỹ đối với Hàn Quốc. Nhà Trắng vừa lên tiếng ủng hộ và hối thúc Quốc hội Mỹ xem thông qua một dự luật cho phép chính quyền liên bang có thêm quyền lực mới để cấm ứng dụng TikTok hay các công nghệ của nước ngoài bị coi là mối đe dọa với an ninh quốc gia. Trước đó, nhóm 12 thượng nghị sĩ lưỡng đảng đã công bố một dự luật cho phép Bộ Thương mại Mỹ có quyền áp đặt các hạn chế, thậm chí là cấm TikTok và các sản phẩm công nghệ khác được coi là đe dọa đến an ninh quốc gia. Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Jack Sullivan cho biết Nhà Trắng quan nghênh dự luật này. Theo ông, các quan chức Nhà Trắng đang tiếp tục thảo luận với cả đảng Dân Chủ và Quốc hội về dự luật, đồng thời hối thúc Quốc hội sớm hành động để đệ trình Tổng thống ký ban hành. Phản ứng trước các thông tin trên, TikTok tuyên bố bất cứ lệnh cấm nào của Mỹ đối với TikTok đều là một lệnh cấm giận đối với việc xuất khẩu văn hóa và các giá trị của Mỹ tới hơn 1 tỷ người đang sử dụng TikTok trên toàn cầu. Theo kế hoạch, giám đốc điều hành của TikTok sẽ có mặt tại phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ vào ngày 23 tháng 3 tới. Ít nhất 17 người đã thiệt mạng và hơn 110 người khác bị thương trong vụ nổ lớn xảy ra tại một tòa nhà thương mại ở thủ đô Dhaka của Bangladesh. Nhà chức trách Bangladesh cho biết, vụ việc xảy ra vào buổi chiều ngày 7 tháng 3 theo giờ địa phương tại một tòa nhà 7 tầng chuyên bán thiết bị vệ sinh và gia dụng. Sức mạnh của vụ nổ đã khiến hai tầng của tòa nhà này bị hư hại nặng nề, trong khi một tòa nhà 5 tầng cạnh đó của khu vực lân cận bị ảnh hưởng. Hiện giới chức Bangladesh đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ nổ nhằm xác định liệu đây là một vụ tai nạn hay hành động phá hoại. Quân đội nước này cũng đã cử lực lượng ra phá bơm mìn để đảm bảo an toàn. Trong khi đó, lực lượng cứu hỏa cho biết nơi xảy ra vụ việc không có ống dẫn ga chạy dưới tòa nhà và cũng chưa phát hiện dấu hiệu của chất nổ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin cuối ngày của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.